đầu tiên mình đã biết được cái thị trường bất động sản trong năm 2021 và tới bây giờ nó đang có rất nhiều biến động vì ảnh hưởng của Covid. Thứ hai là thời điểm này giá vật liệu xây dựng nó đang tăng rất là mạnh, gần như là tăng hơn 50% về giá thép. Thứ ba, giá xăng đang tăng, nó sẽ kéo theo chi phí xây dựng tăng, đúng không? Và một cái thời điểm nữa chính là thời điểm này hiện tại là chủ đầu tư đã xong tất cả các pháp lý và vẫn đang bán giá gốc để đầu tư, thì mình sẽ cho các bạn thấy được bật lên cái yếu tố để các bạn phải mua bây giờ. Rồi yếu tố thứ hai, yếu tố vị trí. Vị trí của mình là vị trí gì? Ngay tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, quận 7, vì một cái dự án trong nội thành Sài Gòn không hề dễ trong giai đoạn hiện tại. Nếu như có thì nó đang ở đâu? Quận 2, quận 1, thì giá bán ở quận 2 là bao nhiêu? Thảo Điền Viên là lúc đó nó bán thành tháng năm ngoái là khoảng 115 triệu một mét vuông rồi, đúng không? Nó không dưới 100 triệu. Rồi quận 1 thì có những dự án như là cái gì? Grand Marina, đúng không? 300 triệu một mét vuông. Đấy. Còn những dự án khác nó chỉ từ quanh quanh quận và Bình Dương thôi. Thì cái vị trí của mình đang là ở trung tâm ngay nội thành Sài Gòn, liền về khu đô thị kiểu mẫu giàu có bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, với bối cảnh sống những cái cộng đồng cư dân là giàu có nhất mà giá được chiều về xuống quanh. Rồi vị trí của mình là trục đường Nguyễn Văn, vị trí của mình là viên ba mặt sau. Rồi tiếp theo là yếu tố gì về pháp lý, như mình đã có tất cả các hồ sơ pháp lý từ mặt bằng 500, quyết định giao đất, giấy phép xây dựng đã có đầy đủ hết rồi. Pháp lý là yếu tố mà khách hàng sẽ quyết định mua hay không mua, bởi vì nó đảm bảo cái nguồn vốn người ta bỏ vào đây có an toàn hay không, có bị kẹt hay không. Và rất là nhiều người có kiến thức, người ta sẽ không mua gì hết, không có pháp lý, không có sự hứa hẹn, không hứa gì hết, người ta rất là an toàn, phải có sẵn người ta mới mua. Thì yếu tố pháp lý là một trong những yếu tố mà điểm mạnh giá mình. Và thì sau này khi chị bán dự án khác, yếu tố pháp lý sẽ là một cái câu hỏi mà khách hàng thường xuyên hỏi và chị nó thường xuyên giải quyết. Bây giờ mình đã còn giải quyết ra có hết rồi. Rồi cái vấn đề là vướng của năm 2018 thì anh chị muốn làm rõ thì hãy coi trong cái quyết định một phần, cái quy hoạch 1/500. Và thứ hai nữa là cái quyết định giao đất, nó có ghi rõ ràng là cái phần diện tích của con kênh mương tự nhiên đấy là thuộc về cơ quan nhà nước và hồi xưa là chưa giao, bây giờ là giao cho mình trong quyết định giao đất rồi, từ tháng 7/2021 đấy. Cho nên pháp lý của mình đã chuẩn chỉnh rồi. Yếu tố cuối cùng là yếu tố về giá. Giá bán thì mình phải biết trong khu vực quận 7 của mình đang có dự án nào đang bán bán mới, rồi những dự án phụ cận xung quanh đang bán chuyển nhượng là giá bao nhiêu, rồi người ta sẽ có một cái bài toán so sánh là thế thì tôi mua cái dự án có sẵn tôi bắt đầu khai thác luôn hay là mua cái dự án bắt đầu xây dựng. Thì nếu khách hàng hỏi hai câu hỏi đấy thì anh chị sẽ trả lời như thế nào? Giả sử như tôi mua đầu tư luôn nhưng mà cái nào có sẵn thì tôi an tâm. Đầu tư thì nếu bất tức là chưa định hộ giá thì cũ rồi, giá bán nó cao. Căn hộ còn tùy trong một thì thứ nhất là khi mà hầm móng định giá, trong hầm móng là giá tăng và mỗi lần mặt tăng tăng người ta sẽ thứ là cắt nóc và hoàn thành mái cắt nhất giá cao nhất để tận dụng cái đầu đầu tư theo một mua nó có lợi hơn. Hàng hỏi câu đó khi mà đó gọi là đầu tư, người ta sẽ quan trọng hai yếu tố. Thứ nhất là lợi thế về mặt dòng tiền, hãy ghi xuống lợi thế về dòng tiền. Thứ hai là lợi thế về thời gian. Khi mà khách hàng mua một cái sản phẩm đã có sẵn, lợi thế dòng tiền còn không? Phải rót vào gần như là 100%. Trường hợp mà họ có vay ngân hàng nữa thì ngân hàng sẽ giảm hơn 100% và họ phải chịu lãi suất của nguyên cái cục tiền đó rất là lớn. Rồi lợi thế về mặt thời gian là gì? Khách hàng được rót tiền từ từ và cái thời gian đó có bất động sản được tăng giá. Khách hàng có thể là đầu tư thêm nhiều chỗ khác. Thì đây chính là lợi thế về mặt thời gian. Và đã là đầu tư, không ai mua cái kiểu là dùng tiền tỷ để đổi tiền lẻ. Tiền tỷ ở đây là mua một căn nó khoảng 3 tỷ thì mình cho thuê được khoảng 10 triệu, 11 triệu. Thì đấy gọi là dùng tiền tỷ để đổi lại tiền lẻ. Nhưng mà đối với dự án, mình chỉ đổ vào cái dòng tiền là khoảng 30%. Phần còn lại là mình đã có thể vận dụng ngân hàng rồi. Đấy, thì trong quá trình vay ngân hàng lượng bán sang lượng này đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên khách hàng được lợi thế về mặt thời gian và cái sức bật về hạ tầng, cái tốc độ về xây dựng lên nó sẽ làm cho giá trị bất động sản của mình tăng lên và còn có trượt giá, thời số trượt giá. Và chị đang mua cái giá của 2022
và anh chị đang được tăng giá, tăng trưởng của những cái thời gian về tương lai, kể cả chị vay ngân hàng. Anh chị vay cái số tiền của năm 2022 nhưng anh chị trả trong 20 năm nữa cũng là cái số tiền của năm 2022 chứ không phải là số tiền nó tăng tiếp theo, đúng không? Thì mình phải phân tích với khách hàng để khách hàng không có ngại vay ngân hàng. Và những khách hàng cứ ngại vay ngân hàng á, trở lại thực ra thì cho có ngân hàng khách hàng nó mua khách hàng nó đó. Rồi thế tại sao người ta lại mua căn hộ mà không phải mua đất nền? Cái nhu cầu mua căn hộ đầu tư là sao? Thì những cái khách hàng thực tế của sếp đã tiếp luôn, họ là những người có nhu cầu cần một cái tài sản trong tầm mắt để họ có thể quan sát được nó. Thứ hai, cái tài sản đó phải được vận hành khai thác nếu họ mua đầu tư cho thuê. Và thứ ba nữa là cái nguồn tiền đổ vào nó phải từ từ. Thứ tư nữa, cái nào sao? Mua ở gần, nhìn thấy được, tôi cảm thấy an tâm. Khi mà em đi bỏ tiền ra, nếu như mình so sánh đất nền, ok, đất nền hiện tại là đang gọi là sốt toàn quốc, thì những người nào sẽ mua đất nền? Khi đất nền á, nó sẽ có những đất nền rất là rẻ, có thể là đất nông nghiệp, có thể là lâu năm, hoặc là đất đồi, hoặc là kể cả các dự án mình ở xa. Thì cái rủi ro của những người mà có tiền á, người ta quan trọng nhất chính là yếu tố an toàn của tiền, phải giữ được cái nguồn tiền đó trước, rồi sau đó mới đẻ cái lợi nhuận ra sau. Thì với người càng giàu thì cái tính an toàn càng được đặt lên cao, còn với người ít tiền thì cái tính gọi là mạo hiểm để có nhiều tiền sinh lợi hơn nó sẽ cao. Cho nên những cái người ít tiền mình sẽ để ý là người ta sẽ hay mua đất ở rất là xa và nó rẻ, còn những người ngày càng giàu người ta sẽ bắt đầu mua cái gì đó nó gần nhà hơn, sẽ có tùy gu nha. Nhưng mà cái gu hiện tại của đối với biết là những người giàu, người ta có quá nhiều tiền rồi, người ta muốn mua cái gì đó ở gần nhà, người ta quan tâm thấy nó.